Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với những diễn biến của giải bóng đá U7 Expo năm 2023. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu trong khuôn khổ bảng B, lượt trận đầu tiên. Cầu đỏ sức giữa các thủ Khánh Thượng và Yên Mỹ. Như vậy là trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Để tiện cho quý vị các bạn theo dõi, người đang có bóng là số 2 Long Studio. Đây sẽ là cầu. Cú dứt điểm chớp nhoáng rất nhanh. Đó là cầu thủ đầu tiên trên thế giới ghi bàn liên tiếp trong 23 năm dương lịch. Nguy hiểm, đây rồi, dứt điểm đây, không vào. Phản công cho các cầu thủ Khánh Thượng. 3-1. Khoảng trống. Không phải là một tình huống dứt điểm mà là cộng đã quá đồng đội tình huống vừa rồi. Hoàn toàn có thể tung ra một cú dứt điểm. Và điểm rất nhanh và nguy hiểm. Đánh đầu. Dứt điểm. Quả tạt của Đức Linh, đánh đầu. Đây sẽ là cơ hội cường tôn. Quá đáng tiếc. Nếu như đó là một tình huống không chế bước một thành công, nếu như được giành chiến thắng trước Yên Thái, họ thậm chí sẽ được thưởng tới 3 triệu đồng. Nhưng Yên Thành lại không có được một kết quả như ý. Rất đáng tiếc. Cơ hội. Cú đá từ xa. Đánh đầu. Linh Vơ Tu. Vẫn là một lối chơi đang có bóng là Đức Rít. Dứt điểm. Quá vội vàng. Thì các thủ Yên Hòa đã vượt qua Yên Nhân với tỷ số 7-1. Người đó là Yên Thái đã vượt qua Yên Thành với tỷ số 2-0. Và rất chất lượng của Linh Vũ. Vẫn là Xuân Đức. Phản công cho các thủ Khánh Thượng. 3-1 được chuyền. Đáng tiếc được chuyền dành cho cầu thủ số 20. Phòng ngự tốt đến từ đây là quyết tâm của cầu thủ số 7 nhưng không thành công. Ở đây bóng của các thủ Khánh Thượng. Tạo ra sự đột biến nguy hiểm. Môn Đức Mạnh đã kiểm soát tình hình. Rất đông các cầu thủ Mỹ đang tràn lên, họ đang cố gắng tận dụng cơ hội ở những tình huống cố định như thế này. Phản công đây rồi, khoảng trống, khoảng trống, khoảng trống, không vào. Quá đáng tiếc cho Linh Vũ. Có gì khó khăn đối với Đức Mạnh. Vẫn là Quý Hòa. Dứt điểm. Sẽ là trận đấu giữa các thủ Yên Phong và Yên Mạng.